hai cục vàng nha. Không biết rồi. Trời ơi cái đầu. Tạm biệt con gái đi về quê nha cả nhà. Không mẹ. Xin chào cả nhà đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Bây giờ là 10 giờ đúng rồi. Ngân đặt xe 11 giờ. Bây giờ là Ngân chuẩn bị đi về quê nha cả nhà. Bây giờ là chờ ông xã Ngân đi mua đồ sáng cho bé Xu rồi chở Ngân ra bánh xe. Cục vàng, yêu dấu. Cả nhà vui vẻ nha Ngân. Mẹ đi nha. Về quê có bao bốn ngày. Làm như đi đâu xa, thiệt là xa. Chở đồ, găng đồ nè. Rồi đi về thôi. Đây, bánh mì hamburger nha. Ngon nha. Wow, nhân thịt bò luôn nha. Nhà đón đại. Đúng rồi. Tại Xu lần nào nó cũng ăn ha, bánh mì nhân thịt bò hết trơn. Bánh hamburger như thịt bò. Anh ơi, xe này về bán trao không? Xe này về bán trao không? Anh đem đồ về, bỏ vô cái bỏ học xe giùm em nha. Anh vô cấp xe. Quá trời đồ. Rồi Vinh về luôn hả bạn? Tân đang ở bến xe, ở đây là quận Bình Thạnh á cả nhà. Giờ con sẽ đi về quê mẹ ở Vũng Liêm, Vĩnh Long nha. Chở hay không có cần gàng, dây gàng luôn. Còn thùng mà nãy con đem lên cho anh kia anh bỏ vô cốp xe. Đem qua bên đó luôn Vinh, bên hông luôn. Cái bao lôi ngon quải sắp tay luôn. Hay về cái đâu vậy? À, về bến luôn. Rồi bến này bỏ đồ đi đây. Quay rồi tới luôn. Tới quay luôn. Còn thùng nữa. Ờ quên cái nó bảo hiểm. Hả? Nó bảo hiểm. Đó, nó nguy hiểm gì quê luôn ạ. Cái này bắn cành không? Đi mua đi. Đây. Chú chạy xe kỳ cựu cho chủ xe luôn lâu năm rồi. Chắc chú chạy chắc mười mấy hai chục năm hết trời. Rồi thôi đi nha. Ừ. Rồi. Bye bye hai anh em. Cẩn thận nha. Rồi. Lên xe ngủ về quê thôi. Từ đây về tới quê Ngân thì 4 tiếng đồng hồ. Lên xe ngủ dắt về tới nhà luôn. Rồi. Bây giờ là 10 giờ rưỡi đúng luôn. À, xe 11 giờ chạy nha mọi người. 10 giờ 40. Đặt xe giữa con ngồi đây. À, đây. Vậy con ngồi đâu được? Đây, đây, đây. Nè con ngồi đây ha. Dạ, khoái ngồi nè. Ngồi ngay cái dắt. Dạ, để ngồi đây được rồi. Hàng ghế này rồi tới hàng ghế này rồi tới hàng ghế đó là ghế của tài xế đó. Có ghế xúc nè. Xin ngồi ở trong đây. Lên xe ngủ dắt trở về tới quê. Bây giờ 11 giờ, mình cho là 11 giờ chạy đi thì 12, 1, 2, tới tầm 3 giờ tới nhà. Có mình. Con tên chưa gì có ai chắc. Thương gái không? Hồi tối Xu nó để trong cái bóp của Ngân là bịch bánh hoa cúc. Nó nói là con để bịch bánh ở trong bóp của mẹ để ngày mai mẹ lên xe mẹ có đói bụng thì mẹ ăn nha. Thương không? Giờ nào đói thì lấy ăn miếng uống nước. Chứ hồi sáng Ngân cũng ăn hủ tiếu rồi. Nhưng mà đi về quê tới 4 tiếng là nhiều khi dọc đường nó đói. Ngân
gái biết lo cho mẹ ghê không. Giờ là đúng 11 giờ xe chạy luôn rồi mọi người. 11 giờ kém 10. 11 giờ kém 10 xe chạy. Đường này là đường Trần Quang Khải, quận Nhất. Từ nhà ngon chạy ra đây cũng gần lắm đó nha. Ở gần đây có cái quán đậu mắm tôm của diễn viên Mạc Nhân Khoa mà hình như là mé bên tay phải chứ không phải bên trái. Hồi đó con cũng có ghé đó ăn lần rồi, ăn cũng ngon, rẻ ngon, ăn được. Trời ơi, tới cái chạm cái đón cái khách cái đầy xe luôn rồi. Nãy giờ không có đón khách chỗ nào hết trơn á. Tới đây cái đón lượt một luôn. Quá trời. Đây còn nữa nữa. Rồi. 5.000 là tính sao? Rồi, mấy anh lơ xe với anh tài xế rành đường, rành đường ở thành phố này như là mỗi ngõ ngách đều chỗ nào cũng biết. Đây công viên gì đây không biết luôn. Hỏi này đi công chuyện nhậu chứ không nó chạy gấp lắm.
phải tạm dừng chân. Trời ơi, nó mỏi cái chân mà nó mỏi cái lưng. Trạm dừng chân Thanh Tâm ở Mỹ Tho cả nhà, có bán vịt quay quá trời luôn nè. Tôi nghe nói là chỗ bán vịt quay này cũng nổi tiếng lắm á, ai đi về miền Tây cũng phải mua một con đem về làm quà. Ai muốn ăn gì ăn, với lại các loại bánh, có bánh chao với bánh bía nữa nè. Giờ 1 giờ 15 rồi. Ở phía bên hông trời. Ở phía bên hông chỗ trạm dừng chân người ta có trồng chuối sáp nữa nè mọi người. Có mấy trái mướp quá trời bự luôn kìa. Nó bự bề ngang mà nó không có bề dài, nó cục ngủng à. Sao nó giống em dữ vậy? Nó ngắn ngốc vậy. Trời ơi, mướp nhìn ngon quá à. Giả bộ bỏ túi một trái đem về nấu canh đây. Ngân nói giỡn chứ về quê hả, dưới quê ngân đầy. Mẹ không có trồng thì ra chợ chứ phải hái nha. Đây là cái mai vàng. Rồi thôi đi vô nha mọi người, đi vệ sinh xong rồi mình đi vô. Con mới vừa ăn ổi mì với bé Su, cái nó dằn bụng mà cái nó no, nó lưng chừng rồi nó cũng như không có đói, không có mua thêm cái gì. Giờ lên xe luôn. Bữa nay ghé trạm dừng chân này hơi lạ, chứ mấy lần rồi ghé trạm dừng chân Thanh Long, cũng có ghé trạm dừng chân Thanh Tâm, nhưng mà có nhiều chi nhánh lắm á mọi người, nên là chỗ này thì thấy nó hơi lạ, lần đầu tiên con ghé luôn. Lia nghe sơ cái con vịt quay nha, cái da nó bóng lũn, nhìn nó béo mỡ. Thôi quay nè, quá dài, nhìn thấy thèm quá. Thử xuống cái dàn vịt quay cái cho nè. Chứ không biết con làm YouTube đó cả nhà, mấy lần con quay YouTube á là cái mấy anh kia thì biết, rành này có chú này chứ không biết. Đi bị đi xe mối mà. Rồi. Đổi tay mua vé số coi. Trời ơi, chiều nay em trúng nha. Lấy mấy tờ thôi, lấy 3 tờ thôi. Gì à? Ở này là này nó tới 5 tờ hả? Thôi em vậy lấy 4 tờ thôi, đưa 5 tờ vậy, 4 tờ thôi. Một số không chị? Cô cũng mua nữa hả cô? Để lấy tiền gửi chị. Chiều nay em trúng độc đắc nha cả nhà. Nè, tiền đây chị. Cái lóc là số mấy? 30. Trời ơi. Cái lóc 30, cái lóc. Phải kêu cái lóc, cái lóc. Mà có biết con số gì kêu cái lóc đâu. Trời ơi, đâu có gành. Cái lóc. Ôi dạ. Trời, con mua bánh mì đem về quê. Bọc bánh mì rồi. Bán nhiêu ổ vậy cô? Con mua trên trên đó luôn hả? 5 ngàn ổ hả? Quà.
về tới Bến Tre nè, thấy dừa là biết Bến Tre nè, quá trời dừa luôn, người ta đang lột dừa kìa. Quẹo vô trong con đường nhỏ gần tới nhà xe rồi. Bây giờ là 2:20 rồi. Muốn chú tiên rồi. Tiên nói gì qua này. Đưa khách xuống. À, tự nhiên không có nói gì luôn mà cười hả? Tới Vòng Dầu á, mới tới chạy Vòng Dầu á. Đây cũng có cái xưởng đang kiểu xe dừa nữa nè. Đây nhiều cái xưởng làm xe dừa ghê luôn á. Tới Bến Phà rồi, xếp đồ hết chuyến rồi, xếp đồ xuống dưới đó hết chuyến rồi, nặng quá trời luôn, mệt chết luôn, toát mồ hôi. Giờ thêm chuyến nữa, quay lại xếp thêm chuyến nữa. Chuyến này thì nhẹ hơn chuyến hồi nãy, mà bến phà bữa nay hơi lạ nè mọi người. Bữa nay hình như là người ta giải tỏa cái chỗ bán cà phê ở dưới ngay bến luôn, mấy bên ta phải á, người ta dời vô trong đây nè, hai bên bên đây, thấy lạ quá. Đợt trước là cái chỗ bán cà phê là người ta làm cái kiểu khác, còn bây giờ người ta xây cái kiểu khác hay nó thoáng hơn, không biết có phải giải tỏa không hay là sao. Kiểu này là kiểu xây tạm, xây tiền chế, khi nào mà giải tỏa thì người ta sẽ dẹp cái chỗ này hay sao, làm như là làm cái bến phà bự hơn nữa hay sao á, không biết phải không. Đâu vậy cháu? Anh đi mỏ cày cũng mới vừa tới về. Nước lớn, nước đầy quá trời luôn. Chờ phà, tiếp tục chờ phà. Cô ơi, hình như là giải tỏa chỗ này để xây bến phà bự hơn phải không cô? À, đúng rồi cả nhà, người ta giải tỏa chỗ này để mua mốt làm cái bến phà bự hơn, cái cầu tàu bự hơn. Chắc có thể làm bự bằng bến phà Vũng Liêm luôn á, thấy cái kiểu mà nó rộng quá trời luôn nè. Phà đang qua kìa. Một chiếc chạy, một chiếc đậu. Mà
Ở đây là mỏ cây Bắc đó mọi người, mỏ cây Bắc, mỏ cây Bắc Bến Tre, đi lên trên đó một chút xíu chừng vài bước là chợ Bến Tre. Còn bên đó là Vĩnh Long, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ở đây là phà Cù Lao Dài nha, sông Cổ Chiên. Lúc ra là tháng nước thủy triều lên á, nước nó lớn vậy mà cả nhà còn thấy nước nó chảy vô nữa nè mọi người, chảy lên kiểu gì là nước còn lớn nữa, hướng dưới đó là hướng biển Ba Đồng Trà Vinh đó, là nước nó chảy lên vậy là nước còn lớn nữa, mà khi nào mà nước nó chảy xuống là nước nó ròng nó cạn. Mùa này là mùa nước nổi, mùa nước ngập nước nổi ở miền Tây, và lúc này chạy cũng nhanh lắm, chừng 10 phút mà chạy một chuyến qua lại được, cũng nhanh tiện hơn hồi xưa chờ có khi hơn nửa tiếng đồng hồ, cả tiếng đồng hồ ngán không chết, mỗi lần đi đâu thấy bất tiện ghê. Cam nhà vườn đem qua chợ bán nè, chuối sáp gấc cầm sạch, mít nữa kìa, quá trời trái cây luôn nha. Cái chị đó, cái giờ chị giỏi rồi. Phụ nữ nha, đây chị nữa, tắt, trời ơi quá trời giỏi luôn, phụ nữ miền Tây giỏi chưa, trời ơi chuối sim đen, chuối sáp nữa nè. Rồi bây giờ con sẽ đem đồ lên phà rồi đi về nhà nha mọi người, đi qua bên sông rồi ra về nhà Ngân chừng cây mấy số nữa tới rồi. Cam này là người ta trồng, người ta vô bầu người ta đem đi bán đó. Còn này là phân hay là thức ăn gì nè, đây còn này gì nha, bắp mà mọi người, quá trời bắp, 2 vỏ bắp luôn. Cái này hình như là bắp nếp hay sao á, bắp nếp hay bắp mỹ ta, bắp mỹ mọi người ơi, nói chung mà nhìn bên ngoài cũng không biết bắp nếp hay bắp mỹ nữa. Nó chuyện mày dốt vậy, mấy đầu nhìn này nó giòn giòn thì tưởng đâu bắp nếp, nhưng mà nhìn cái lá đó, nó xếp xếp lại thì cứ nghĩ là bắp mỹ. Thôi kệ nó đi, nói chung là bắp. Xe đó chở gì thì không biết, vui quá, phà bữa nay đông vui quá, phà chạy nhanh hơn thì người ta đi cũng nhiều hơn, người ta xuyên đi hơn. Ở đây bán bánh rồi nha, đói bụng thì mua bánh ăn, mua nước uống, bánh ú rồi quá trời luôn. Ra sao ngồi đợi, trời ơi cái đầu tóc nó sững lên. Trời bữa nay không nắng gắt mà cũng không phải là ui ui, mà cũng không phải là mưa kiểu như nó gây nó hay sao á. Nó gây gắt, nó hơi hầm á. Sao kiếm chỗ ngồi. Gặp chú. Chú đi công chuyện hả?
Con dạ. Mới vừa tới đây vậy? Con mới vừa về tới luôn. Dạ. Con về mình hả? Con về con mình à. Về đi đám. Chứ đi qua chợ không ra hay gì? Đi mấy ngày vậy? Dạ. Đám cưới con của Hai Hùng đó. À vậy hả? Về đi đưa dâu. Trời ơi, cái ba lô đi. Đám cưới hợp rồi mà. Dạ. Làm đường lại đẹp quá chừng luôn cả nhà. Chỗ này trống trải hết sức hồi trước. Chỗ này giờ người ta làm đường ở đây chạy thẳng về Nhà Ngân đường nè mọi người. Hồi trước ở đây có cái quán cà phê với cây sake mà giờ người ta giải tỏa trời trời quán cà phê vô trong đó rồi. Làm cái đường sạch đẹp quá trời ha. Rồi thôi con xếp đồ lên bờ nha cả nhà. Tới phà bên đây phía bến phà bên đây rồi. Kêu xe rồi, kêu chị sớm quen, mẹ con kêu giùm. Cô bà. Cô bán con cá gì bự chảng hay trời. Này hình như mơ mốt làm bánh phà bự ra hơn không cô ba? Hay tương nấu gì tiền của sao giống mẫu quá vậy ta. Đâu nó đâu. Trái cây. Dạo vòng tới cửa nhà của Ngân cho mọi người xem nha. Cái bông gà này nó ấy hết trơn rồi, nó sâu hết trơn ta. Lá sâu hết trơn. Nó muốn tàn. Cái bông nó đẹp lắm nha, cái màu tím rượm luôn á, màu tím 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 sen á, mà đều lên điện thoại thì nó ra màu đỏ chứ ngoài màu tím sen. Cái hàng đu đủ đợt trước Ngân về quê đợt nghỉ hè Ngân quay á mọi người, hồi lúc đó còn nhỏ xíu à. Giờ có trái bự chảng hết trơn rồi, ăn được hết rồi. Lâu lâu mẹ cũng có gửi lên bông xua đũa nè. Rồi. Quay sơ sơ ăn trước nè cho mọi người xem. Có bụng chuối chuối dông kìa. Chuối dông ngon quá ha. Này chuối mình nấu nó chín cái mình nấu ăn nó ngọt ngay à, nó ngọt cái mật nó ra ngọt giống như chuối táo quạ vậy, ăn rất là ngon. Rồi Ngân bye bye cả nhà nha, đăng ký kênh ủng hộ Ngân nha. Đón xem video tiếp theo của Ngân nha mọi người. Hơi bị phân tâm tại thấy chiếc xe chạy ngang cái đang nói chuyện mọi người cái liếc ngang cái. Vậy Ngân qua đám cưới. Về đi đám cưới đi đưa dâu rồi sẵn quay đám cưới làm kỷ niệm cho đứa em luôn. Cả nhà đón xem clip tiếp theo một vài clip nữa rồi Ngân sẽ quay đám cưới nha mọi người. Thì cũng vài bữa nữa nếu mà Ngân làm kịp video thì Ngân sẽ đăng lên sớm. Về quê cũng còn quay cảnh quê rồi này kia nữa. Ngân ở tới 3-4 bữa Ngân mới đi. Bữa nay là thứ bảy, chắc thứ tư Ngân mới lên Sài Gòn lại. Sao lâu rồi chị, chở không được hay sao? Không có. Chỉ chuyên chở trái cây mà mấy cái này nhầm nhò gì bả? Trời ơi, mấy cái này là nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Nhầm cái gì ha? Có em giao tiền chị. Nay nhiêu tuổi rồi chị? 46. 46 hả? Lớn hơn em 6 tuổi. Giỏi quá chừng luôn. Cảm ơn chị nha. Dạ.
giờ bắt đầu lục lòng bàn ăn cơm để rửa tay với cả nhà. Ăn luôn hả? Ăn luôn cho rồi tối rồi. Giờ nè, ở quê là ăn cơm chiều rồi còn gì nữa. Ở thành phố thì ví dụ như 7 giờ mới ăn, 6 giờ 7 giờ. Ở quê là giờ này là ăn cơm tối chết. Thành phố đặc biệt. Nước dừa đó, phố luôn rồi đi. Trời ơi, sáng nước cũng chết luôn. Lên xe không có dám uống nước, nó thiệt luôn á. Lên xe sao dám uống nước? Nước mất đi nữa, chừng ai dựng xe cho mình đi. Ủa, mở đèn đâu? Mở đèn sáng nè. Anh không tăng mở đèn đâu mày? Gì đây? À, vịt với lỗ tai heo. À, xíu quách vịt. Quýt rồi lỗ tai heo nữa. Này nấu cháo thôi luôn mà. Ăn cơm ha, là làm gì? Cháo ăn cơm. Mở đèn lên sáng không có thôi. Chưa tắt mà. Gỏi vịt chuối cay.